Trâm Nguyễn xin phép chào tất cả anh chị em lên like đồ Linh Mỹ đã qua sử dụng nha nhé. Đồ Lam lên một cái con áo rần ri chất vải kaki ha. Con này là vai 51, tức là 75-85kg. Dài áo là 71, cao 1m7 trở lên. Chất vải kaki con này không có lủng rách, không có gì hết. Nhưng mà có vết ỉm nút nhẹ nhẹ thôi này. Trên tay em là 1-2 cái tem, một quân y, một US Army ha. Con này thì số ký em đã báo, ai mà 90kg bụng thon gọn vẫn vừa luôn, hàng cấp phát nha. Bán hai con tem này 100.000. Hai con tem tặng quần áo. Anh nào mà cần tem chốt nhanh dùm em. Báo cáo là những con tem này em hiện tại không bao giờ có. Vì em bán tem tặng áo cho nên không có. Tem khác thì em có. Con này 100.000 mà 71 tem, tem như tem này này. Thì em mới phát hiện ra em có một bịch tem ở bên vai là may tem này nhá. Lên rất là đẹp. Em có vừa phát hiện ra một bịch, em sale cho anh em luôn. Sale cho anh em luôn ha. Bình thường em bán 50.000 một cái, bây giờ bán 70.000 một cặp. Bán 70.000 một cặp, bán sale rẻ. Còn con áo này chốt chúng em 100.000 mà 71. Áo này, cái tem này không những áo rần ri, áo mờ sau lâm, áo satin. Chẳng hạn như con satin này em thử lên tem cho anh em xem nha. 70.000 một cặp là giá sale nha. 50.000 một cái, em bán 50.000 một cái. Đấy, giờ em thấy sao? Đấy là con tem này là vai áo nào cũng lên được. 70.000 một cặp nha. Ai chốt thì chốt chùm em mã 70. À, mã 70. À khoan, trùng mã. Mã 01 cho nó lẻ nha. Mã 01, 70.000. Em còn... Nói chung là cái này thì rất là nhiều. Em đang còn sót một bọc. Lâu giờ mà còn thì em bán mất dép rồi. Con này thì đấy là giá sale của em. Em bớt cho anh em là được mua hai cái rẻ được 30.000. Ai thích chốt thì chốt mã 01. Con này là vai 46 satin nha anh em. Dài áo 73. Satin hàng cấp phát của Linh Mỹ mát. Giá lao động sale cực rẻ luôn. Đấy 500.000 này. Giờ sale cho anh em 300.000 luôn. Bữa nay là hàng sale nhá. Có cái gì sale cái đấy. Anh em mà mua thì nhanh tay chốt nha anh em. Ở đây nó bị dơ một chút này. Dơ một chút nha. Rồi. Chốt cho em con này là 300.000. Rẻ như châu. Một con satin tiền triệu giờ bán 300.000. Con này chỉ được 60-70kg thôi. Cái đường này là nó cắt rồi nha anh em. Nó cắt này. Nó cắt cho nên nó bóp nhỏ lại, chứ không con này là nó nhảy lên được 75-80kg. 300.000 thôi. Mã 69. Tiếp con quần rần ri kaki 6 thứ hộp, con này mất cúc rồi. Nó mất một cái cúc. Bụng của nó là 98. Dài quần 104. Đấy, ở đây có hai ba chấm nhỏ nhỏ này. Nó bị dơ cái gì dính lên á. Nhỏ siêu siêu thôi. Ở đây cũng dính một chấm dơ. Mẹ ơi, nhà không có đồng hồ thông minh rồi. Mẹ mới anh... đưa vào cho con đó. Hả? Mày nghĩ đắt không? Đắt 290. Ở đây nó bị dơ một chút nữa nha anh em. Cho con viện vợ ở đây con đem xuống. Bên này cũng dính một chút sơn này. Bên này nó vừa mới thấy, đây dính một chút sơn nữa nha anh em. Con này là hàng cấp phát của Linh Mỹ nhưng mà là China gia công. À, nó đứt tem nhưng mà vẫn em vẫn nhận dạng ra được. 6 túi hộp có bọc mông nhé, chất vải kaki. Chốt giùm em con này 200.000 mã 70, nó tầm 93-95%. Tiếp một con áo này là áo đi tuyết. Áo đi tuyết. Áo đi tuyết thì dành cho anh em mà đi mưa, mưa nhỏ, đi vào buổi sáng hoặc là đi bốc vác những đồ ướt, nó không thấm vào người á. Con này là size large hàng cấp phát của Linh Mỹ này. Size large thì to, nhưng mà áo này mình bận không nhất thiết là phải vừa. Dài áo là 92, vai lấp lăng, không có đo được vai nha. Bao đẹp, bao mới luôn. Có cái tủ to. To nhưng mà mình bận đâu có quan trọng đâu, phải không em? Bệnh nó chống thấm thì nó dài lắm mà nha.
dài lắm nha, muối kem sao bên luôn. Con này bình thường em bán 500 ngàn, nay bán con này giá 200 nghìn, mã 68, 200 nghìn mã 68. Tiếp con multicam chất vải chống cháy anh em, chống cháy nha, vai 49, dài áo là 74 9 70, chất vải chống cháy này đẹp. Con này thì đẹp khỏi phải lăn tăn luôn, không tì vết không gì hết, 96% luôn, bán rẻ con này luôn, nhanh tay chốt hàng rẻ anh em, 100 nghìn, 70 ký, 60 70 ký, 100 nghìn mã 67, nhanh tay nha. Anh nào mà trì trệ do dự một phát là tuột trạc này, sale cực rẻ hàng luôn. Tiếp một con áo lễ phục, áo này gọi là thằng thế chiến, thế chiến của lính Mỹ nha. Vai của nó là 47, dài áo là 58 47 58. Con này có cái bo này nha anh em, bo này nhá, bo này là đồng nguyên khối luôn này. Bên này vai này, tem này, qua trời qua đất. Con áo này là bán tem tặng áo luôn được rồi á, hàng xưa núc màu nâu anh em, hàng xưa. Ở trong thì nó có dòng chữ ở đây này. Cái form này là nó hay ngắn, hầu hết là nó ngắn không à. Con này em bận không có vừa, chỉ được 50 ký rồi, 40 50 ký rồi, 40 50 ký rồi. Chốt giùm em con này 300 mã 66. Em 300 là anh em thử đếm với danh tem, 200 ngàn 250, tức là con áo này gần như bán tem tặng áo rồi đó. 200 nghìn mã 66. Tiếp con pilot của sân bay, à quên, pilot của hải quân. Con này vai lấp lăng không có đo được nha, dài áo 72, hàng cấp phát của lính Mỹ, cái cổ nó dơ hầy, cổ dơ hầy, về giặt giùm em cái nha. Đấy, con áo này nói mới không có mới nữa đâu bà con ơi, nhưng mà nó có vẻ nó dơ dơ, màu màu của nó kiểu đỏ đỏ chứ không có phải là đen tuyền đâu, màu đen mà đen đỏ này, nó dơ nguyên cái thân đằng trước này, một bẹt hai bẹt, nói chung là dơ đất thôi nha. Chiều dài này là hơi bị đỉnh luôn, chiều dài quá chừng là dài ấy. Dài của nó là cái gì, size large roller, roller mà nó dài tới từng đó rồi, lông nữa thì có lẽ nó chơi không biết tới đâu rồi. Bán rẻ con này nha, con này là 85 ký, 75 85 ký. Anh em nhìn cái bật dơ của nó này, chốt giùm em con này 200 nghìn mã 65, về giặt giùm em cái nha, giặt cái cho nó oách. 200 nghìn. Tiếp con Paka này, Paka này màu lót trứng sáo hay gọi là lót xám, dài áo là 81. Paka thì nó phải dài rồi anh em, anh em phải cao nha, con này hàng của Mỹ á. Paka đây, con này của Mỹ mà mùa đông anh em, bán rẻ con này luôn. Con Paka này 1 triệu mấy, bán 300 nghìn thôi này, nó bị dơ đi anh em. Anh em đừng quan tâm giá, hãy nhìn áo, nếu mà đồng ý thì mới hoảng chốt nha. Trái này thì đẹp, tới đây nó bị dơ này. Philot Paka rẻ nhất trong cái dòng Philot mùa đông, chỗ đó là dơ nha. Anh em nhìn mấy cái phần dơ này, em quay lại vậy là anh em nhìn thấy thôi. Đằng sau này thì đều, hai cánh tay đều dơ này, hai cánh tay đều dơ này. Qua bên này dơ này, dơ mà thôi, nó chỉ có tội dơ thôi. Khóa là khóa sọc dưa, cái dây khóa này em báo cáo anh em, dây khóa này mà bán không là được 600 700 nghìn rồi đó, chưa cần nói cái gì hết, dây khóa thôi đúng không, 600 700 nghìn mà bây giờ bán cả cái con áo này giá chỉ có 300 nghìn mã 64. Bây giờ em bán anh em lấy cái dây kéo là đủ rồi, còn lời được 300 nghìn này, chưa nói là cả cái con áo 60 đến 70 ký, mùa đông cực kỳ ấm. Con này nên nhanh chốt nhanh anh em, mùa đông ấm nha, đại ấm luôn.
sale, một khi sale là phải cho bay nhé. Thế một cái quần này 6 cái hộp chất vải caro. Con này là bụng 80 và căng hết cỡ là 90, 6 cái hộp có bảo mẫu nghe em. Dài quần là 96, tem này, xanh đen, đều và đẹp. Chỗ này là cái tem này, còn bên này thì nó bị dơ đất thôi, không sao hết, đẹp luôn nha. 600.000 giờ sale cho anh em 400.000, mã 63. Anh em nhớ cái giá sale này nha, cái mã là mã sale này, đừng có đọc mã trên này là tụt chạc em á. Em đọc trên đó là em tìm lòi con mắt ra luôn. Tiếp con này chất vải caro của hãng Pupper Mark in cái gì đấy. Em nhìn giờ thấy nhìn tự dưng nó nhòa, có khi mắt nó sáng quắc à. Có khi là Mark in Dominican là của Mỹ chứ. Rồi con này là bụng 98, dài quần là 114, chất vải caro 6 cái hộp, có bảo mông, có đầy đôn nhé nhé. Xanh đẹp, đều, mới nhưng mà hơi dài. Nếu mà dài em hớt bớt nha. Có cái là tội dơ dính đất thôi. Chốt chùm em con này 300.000, mã 62. Chết thật. Tiếp con mờ số 5 này. Mờ số 5 thân đồng, cổ đồng, vai là 55, dài áo là 80, 55 là medium đúng không ạ? Medium regular. Cao 70 đến 80kg mà cao 1m7 trở lên. Con áo này là dơ mà thôi nhá, dơ này, dơ này. Ừ. Ở dưới này nó dơ không có chỉ được, dơ nó bám vào trong áo, bây giờ mình không chỉ được. Anh em nhìn chung chung giùm em nhá, nhìn tổng quát giùm em này. Đấy, cổ tay này nó bụi lắm, em đứng ở đây là nó ngộp, nó bụi nó bay mà mình thở không được. Ở đây nha anh em, con này giặt thì nếu mà bụi mà ngộp mũi là con này giặt được, dơ nhá. Cái vai đằng sau này, đằng sau nó bị dính một bạc ngay giữa lưng thôi anh em, cái này là dơ nhá. Bên cổ tay này quá trời là dơ đất, ở đây nó lủng một lỗ nhỏ siêu siêu. Qua bên này, đấy, bên này cũng vậy, dơ nguyên cái tà áo này. Anh em nhìn kỹ nha. Còn dưới khóa của nó là khóa thằng mờ nó mốt, đầu cài, đầu ra, đầu vào này. Đấy, medium regular 70-80kg, cao 1m7 trở lên. Phần trong em đã bảo, em đã review con áo nha. Anh em giặt lên cái thì nó đẹp bởi vì nó bụi chứ không phải là do nó cũ. Chốt giùm em con này sale luôn. Trên này là bán 1 triệu, giờ sale 600.000, mã 61. Ai ưng thì chốt giùm em nhé. M65 màu ô liu, bây giờ bán như kiểu là bán bánh bèo ấy. Con này màu xanh ô liu này, lót thứ 6 này, dây keo nhôm là đời 68. Con này túi trắng này, con này chơi sưu tầm là chất nha. Vai 52 và dài áo là 81. 52 là medium và regular hả? Medium regular cái cổ này, xanh đẹp không? Xanh đẹp luôn. Con này nhìn cái màu xanh của nó, dù nó có vết dơ vẫn bị áp. Đây bị dơ này. Lai bị rớt nha. Anh em về trần lại giùm em, đừng chỉ thế này. Cái đầu vào, cái đầu ra nó mất tiêu, cái đầu rồi răng rụng hết rồi này. Đấy, con này duyệt được là sưu tầm. Size số đo là medium regular, 70-80kg, cao 1m7 trở lên. Đời lót trứng 6, dây keo nhôm, túi trắng là giá trị sưu tầm đỉnh lắm rồi. Mà màu hơi bị đẹp nhé. Cái này là dành cho những anh em nào biết giá trị về sưu tầm thôi. Còn mà chơi M65 thì anh em chỉ so sánh là mới cũ. Ở đây nó có vết gấp nha em. Ở đây này, cái chữ A này vẫn còn ngon lành, chưa có lủng rách nha.
dơ này. Con này em khen một cái là đời và chất vải, màu, chất vải và màu. Nói chung là tiền nào của đó anh em ạ. Có những cái nó không có lãi gì hết nhưng mà nó giá trị sưu tầm cao. Đây nó bị dơ này. Đấy, dơ đây nữa nha. Còn cái like này là nó bung chỉ về đạp lên cái là ok thôi, không có gì hết. Medium Traveler 780kg, cao 1m7 trở lên. Mất cái dây kéo mình xài bằng cúc, chơi bằng cúc luôn, đẹp không? Xinh lè. Chốt chùm em con này là 700.000 mã 60, túi trắng này. Chưa? Thấy túi trắng không? Chơi một con M65 dây kéo nhôm mà túi trắng là anh em biết là nó đẳng cấp lắm rồi đó. Còn rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Bye.